Nghề nuôi chim yến tại Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển, cộng thêm với việc là thị trường xuất khẩu của Trung Quốc đã chính thức mở cửa. Vì vậy mà huyện Đam Rông cũng vừa chọn 4 khu vực đề xuất ngành chức năng quy hoạch khu vực nuôi chim yến. 4 khu vực bao gồm xã Liên Sơn, 3 xã Đầm Ròn, Đà Tông, Đà Mờ Rông, Đà Long, xã Đà Rờ San trừ khu quy hoạch thị trấn Đà Rờ San và xã Rô Men trừ khu quy hoạch thị trấn Bằng Lăng. Đây là những khu vực có nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, ẩm độ từ 75 đến 90%, cường độ ánh sáng 0,2 đến 0,6 lux, nên khá thích hợp để dẫn dụ yến về làm tổ, đẻ trứng và nuôi con non. Đồng thời, các khu vực nuôi yến ở đây quy hoạch cách khu dân cư tối thiểu 300 mét. Hiện trên địa bàn huyện Đam Rông có 2 nhà yến xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 tại xã Đà Cờ Nàng và xã Đà Rờ San. Diện tích từ 180 đến 200 m2 một nhà. Trong đó, có một nhà yến đạt sản lượng thu hoạch 15 kg một năm.